Bực mình cái mấy cái con phim này nè, đụng vô cái nó chảy máu hết chứ. Tính là nào nó hết phim rồi, lấy nó không có bị ấy. Người tính bây giờ người tính nó không bằng trời tính mà, người tính không bằng lính đi nhậu. Nói vậy nó mới chính xác. Bạn ngủ đi tiệc sinh nhật hay gì? Dạ có, bạn nó đem thùng bia về trọ cho. Uống thì phụ lòng nó, còn uống thì phụ lòng chạy to hả. Tự thấy thấy vui như vậy. Ở mà bên Pháp mà muộn dữ quá ha. Chứ mấy đứa TikTok bên Nga cũng mụn ghê lắm đó. Mụn bự 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 không. Tại sao bên đó mà mụn dữ vậy cả?
Trời đất ơi. Nó bể, nó còn này.